năng cái chỗ của mình nhá, cháu chuẩn organic luôn các bạn. Đấy, đi làm về là nhanh chóng xa ra cái chỗ này liền các bạn. Bạn nào thích ăn cà chua sống giống mình ấy thì các bạn nên trồng những cái loài cà chua bí như thế này. Nhà thấy vừa dễ trồng vừa dễ chấm và quả nó nhiều lắm. Cái nó cứ cao lên à, càng cao nó càng ra hóa, càng ra quả các bạn nhé. Cái cà chua này là được hơn 2 tháng rồi đấy mà quả nó vẫn còn nhiều. Mà mình thấy nó vẫn đang cao nhé. Đấy, sáng hái chiều hái. Vì sáng thì mình hái ăn sáng, vậy là đưa một ít làm cơm hộp đưa đi làm. Còn buổi chiều thì cứ về ăn như thế này xong mới vào ăn cơm. Vừa đẹp vừa có ăn các bạn. Với một người mà thích ăn cà chua giống mình ý, thì tầm 10 cái là vừa. Bạn không thích ăn mấy thì trồng ít thôi. Ngoài ra thì mình có một trạm tiểu yếu này. Mê ơi là mê, mua dịch chỉ cần như thế là đủ rồi. Đó, trung bình của mình là cứ buổi sáng buổi tối ngay hai lần đá chỗ này. Mà mỗi lần phải vài tiếng các bạn. Xong xuôi đâu vào đấy lại lục cái gì để ăn thôi. Đấy, lại đau đầu tối này ăn gì các bạn ạ. Rau củ quả đang nhiều, vậy lười nấu ăn nên mình hay ăn đồ nướng các bạn. Mời các bạn chuẩn bị bữa tối với mình nha. Mùa hè mình thích nhất đó là ăn các loại hoa quả với sữa chua. Ngoài ra thì bổ sung collagen. Các bạn từ 25 tuổi trở lên nên bổ sung collagen nhá, để mình có một cái làn da thật khỏe mạnh và trẻ hóa làn da. Và đây là một cái nhá. Mấy các bạn nha. Hôm nay mình có rau, nhưng hôm nay rau không đủ rồi các bạn. Nhưng mà kia có thể nó mùi. Thịt rất là ngọt. Cái lá này lúc mà ngắt mũi, mũi rất là lai nhé, giống như hương nhú. Nhưng khi nhái trong miệng ấy thì đúng là mũi mũi lục quế các bạn ạ. Mũi lục quế. Cái này mua đậu quế đẹp nhỉ. Mình sẽ làm món này nhỉ. Chả ném, mình sẽ bỏ lá này nhiều vào.
Lúc sáng thì em còn lấy phải về như thế. Tự nhiên thấy lo hơn các bạn, chẳng hiểu sao. Thì nó chỉ đóng một ngày 6 tiếng, con sáu nó lại bình thường. Lần hai thì thấy bình thường, lo nữa các bạn.
Cái này có 7 loại tỏi ớt các bạn. Chúng ta để bột bột tỏi chín nhé. Hôm nay của mình sẽ cố các bạn. Chế biến này giòn ngọt các bạn. Này vừa ngọt vừa giòn. Chưa đi đến. Và mình bảo mới nay cũng khá sức khỏe định kỳ hàng năm vào tháng 7. Nhắc mình nhớ họ phát tại mình còn chưa ghi thông tin vào á. Bye bye. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Ozasuminasai. Goodbye and good night. Đây là thế giới hang nội địa Nhật. Mời các bạn ebook nha. Còn đây là kem dưỡng da dành riêng cho tay.